Welcome to Kinh doanh 101, Khởi nghiệp làm giàu. I'm your host, Thuy Phan. No one ever became successful without the help of others, and in the world of business, especially starting your own, finding mentors and resources is imperative to help you move forward. There's a myriad of agencies and professionals who want to help you, and in this episode of Kinh doanh 101, we want to introduce you to these agencies that are waiting for you to come to them. At the base of government institutions that help small business owners is the Small Business Administration, or SBA for short. SBA is a government program that assists small businesses when it comes to lending and securing loans. They also help fund the SBDC, or Small Business Development Centers, which are located across the U.S. You know, one of my goals over the next few years of my tenure as administrator of SBA is to make sure that I make more people aware of everything that you can get at SBA. Whether you come to the district offices, whether you go to one of our resource partners that can give you more information, and it is really critical to go to sba.gov and to find out everything that's available to you through SBA. I want to make sure that people know about that. I think SBA is the best kept secret in the country. So that's when I go out on my road tour, as I am. I do a lot of local media so I can make entrepreneurs aware of everything available. They can grow their business, start their business, and be involved with people who can really help them along the way. The SBA is helmed by Administrator Linda McMahon, who is an entrepreneur herself and founder of the WWE, along with her husband. Today, she oversees the SBA programs and encourages small business owners to go out and try. As the administrator for Small Business Administration, I'm the advocate for the 30 million small businesses in our country. Small businesses are the backbone of our economy. A lot of people don't know that over half of the workforce in our country either owns a small business or works for a small business. And 2 out of 3 net new jobs created in this country are created by small businesses in the private sector. So to make sure we continue to grow our economy, we need to encourage more entrepreneurs to either start or grow their businesses, because entrepreneurs and small businesses are what makes our economy thrive. The SBA holds monthly workshops to help small business owners, and workshops focus on such topics as how to use the internet to market and how to start a restaurant. The SBA provides assistance through these 4 functions: access to capital, entrepreneurial development including education, information, technical assistance and training, government contracting and federal procurement, and advocacy. And one thing I often tell entrepreneurs, those starting a business, sometimes you're a little bit anxious about starting, or how do you go about it? How do I get started? Where do I find resources? One of the things that we often face is, you know, women are a little bit more hesitant often, so check out the Women's Business Centers. Or go on sba.gov to find out where the centers are in your area, the district offices, because we can guide you to those folks and can be helpful to your particular needs. Christopher Plourd is the recent SBA Entrepreneur of the Year. He used the loans that he got through the SBA to create his business, AV Irvine. I've owned a company that produces events for 25 years offsite, and clients were always looking at new venues and new places to go. So decided to build AV Irvine as like the anti-ballroom, you know, something cool and modern and different that has all the amenities and all the elements that make great parties all built in. We produced about 400 events a year offsite at other locations, but what we wanted is the clients to be able to come to us to be able to offer like a full service package and something that no other venue could offer that was not only allow us to draw new clients in, but take those clients and turn them around to offsite events as well. So it kind of multiplied our business model. 15 years ago, I actually did an SBA loan before. I was a lot younger back then. But I actually ended up winning Young Entrepreneur of the Year 15 years ago for a commercial building that I bought to house my production company. So I'd had experience working for the SBA, but this was obviously a larger scale. You know, it was 10 times the size of the last building that I did. So it was obviously a little bit of a learning curve. I think this was kind of, the idea was this was a pilot program to kind of build a unique event space and maybe build them in different cities or in different spots in Orange County. So I think definitely this is definitely not the last. This is kind of, you know, the first of a whole new set of projects for us.
The SBA is also a great resource when it comes to access to capital. Hing Nguyen, who's the director for the Sacramento Loan Processing Center, says the SBA funds loans for such purposes. Cái chương trình SBA tức là cái chương trình mà giúp đỡ tài chính cho những người tiểu thương của nước Mỹ, không phải riêng của người Việt Nam mà tất cả những người tiểu thương trên Hoa Kỳ. Cái cơ quan này thì họ sẽ cho mượn tài chính với số tiền rất cao, tối đa của cái loan của cái số tiền mượn có thể lên tới 5 triệu hoặc là 5 triệu rưỡi tùy theo cái công trình, tức là cái project của cái mình muốn làm. Những lợi ích của cái chương trình này là tại vì họ cho mượn được nhiều tiền, đồng thời là cái thời gian để mà cho mượn tiền rất là dài, có thể cho mượn đến 25 năm. Nếu mà quý ông quý bà mà mượn tiền ở những nhà băng thì họ có thể cho mượn thời gian ngắn hơn, nhưng đối với SBA thì cái chương trình này rất là dài. Đồng thời họ không đòi hỏi nhiều cái injection, cái tiền mà mình phải bỏ ra, tiền vốn mình bỏ ra, tức là chính phủ chỉ đòi hỏi là mình trong mỗi công trình thì mình chỉ cần bỏ ra 10% thì mình có thể mượn tới 5 triệu hoặc là 5 triệu rưỡi tùy theo cái công trình của mình muốn làm. Và cái điều lợi thứ khác nữa tức là mình có thể mượn trong vòng thời gian rất lâu và trả tiền lời rất là thấp, thì tại vì những cái chương trình này là do chính phủ bảo trợ, chính phủ liên bang bảo trợ, cho nên tiền lời rất là thấp so với mượn tiền ở những nhà băng khác. Ví dụ như là bây giờ nếu mà quý vị muốn mua một cái building thì cái tiền lời bây giờ có thể là 5 chấm hoặc là 5 chấm rưỡi trong vòng 25 năm, thì đó là một cái lợi ích rất là lớn đối với những người tiểu thương của chúng ta. McMahon is on a nationwide tour to visit as many SBA offices as she can to spread the word. Since its founding in 1953, the U.S. Small Business Administration has delivered millions of loans, loan guarantees, contracts, counseling sessions, and other forms of assistance to small businesses. Cái chương trình SBA này thực ra nó không có được thông dụng đối với những người dân tộc thiểu số. Đối với người Mỹ thì họ rành lắm, họ biết hết tất cả là cái chương trình thế nào, gồm những cái chương trình mượn nợ như thế nào, nhưng đối với những dân tộc thiểu số, ví dụ như người Việt Nam, người Hoa, người Đại Hàn, là những người những sắc dân khác, thì họ không có rành nhiều về cái chương trình này. Bởi vậy cho nên cái bà bộ trưởng mới của cái chương trình SBA này, bà muốn khuyến khích là mình phải đi nói thêm về cái chương trình này cho những người dân tộc thiểu số để mà họ biết. Thì theo tôi làm việc ở trên Sacramento là 31 năm rồi, thì thấy cái số lượng người Việt Nam hoặc là người Hoa mà mượn tiền SBA rất là thấp so với những người Mỹ. Cũng có chứ không phải là không, nhưng đều rất là thấp, là tại vì họ không có biết nhiều về. Thứ hai nữa, cái người Á Đông mình, người ta nhiều khi người ta không muốn mượn tiền, người ta muốn mượn tiền trong bà con, hay là muốn mượn tiền trong dòng họ trước khi ta ra nhà băng ta mượn tiền, cho nên là không có được thông dụng lắm. Bởi vậy cho nên mình nên khuyến khích những người đồng hương của mình mà muốn làm ăn, muốn làm thương mại, muốn mở cơ sở thương mại hoặc là khuếch trương cơ sở thương mại, thì nên lợi dụng cái chương trình này để mà khuếch trương hoặc là mở mang cái tiểu thương của mình. Another organization under the SBA umbrella is SCORE, which stands for Service Corps of Retired Executives. It is a non-profit organization full of successful businessmen and women who volunteer their time as mentors and educators in a one-on-one relationship for those entering the small business arena. SCORE is actually a national organization which is a resource partner of the Small Business Administration. And we have about 10,000 volunteers nationally. Here at Orange County, we have about 110 volunteer members. And we work hard to put on workshops that are relevant to people either thinking about starting a business or want to develop their business. And we also offer face-to-face mentoring, and that is all free. Mike Edwards, the OC chapter chair, says their organization is unique in what they can offer. I like to tell people in my 45 years in business, I've learned a lot, made a lot of mistakes, and that's some of your best business lessons. And if I can work with small business people and help them avoid some of the mistakes and get them pointed in the right direction, that's gratifying. We really enjoy what we do from that point of view. They also put on workshops as well as host the annual Women in Business Breakfast to bring together female entrepreneurs in the business realm.
Funded by the SBA, SCORE has branches across the U.S. and allows entrepreneurs to work with retired business professionals with specific experience in their industry. If someone calls us at the office, we have a customer service manager on duty who has access to a complete database of all of our mentors, which lists their skills, education, and experience. And so the CSM will talk to the client briefly to understand what their needs are, and then we can do a search on that database for mentors that would be most suited for that client. The second way is the client can go on our website at orangecounty.score.org, and all of the active mentors are listed along, again, with their skills and experience and a brief statement of how they're equipped to help that particular person. And when a potential client sees someone that appeals to them, they can go ahead and submit a form right then and there to set up an appointment with the mentor. Edward says many people think about starting businesses but haven't fleshed through their ideas. Well, they need to start with a passion. They need to really want to do this. And we get a large group of people who just are they're tire kickers. They're just, you know, wanting to have a look at it. That's usually not going to work. Someone has to really have a passion about what it is they want to do in terms of the business they launch. Secondly, they have to be ready to be held accountable. When we ask them to do certain things, those become benchmarks, and they need to be sure they do it, or the whole process just falls into a state of halt. So passion, accountability are two of the biggest. This is where SCORE comes in. Now that you know where to go for help, it would be a shame to not utilize their services. Remember, they are here to serve you and help you in any capacity that they can. And the best part is, it's all free. You just have to reach out. Stay with us. Welcome back to Kinh doanh 101, Khởi nghiệp làm giàu. I'm your host, Thuy Phan. In this segment, we will introduce you to the SBDC, the local part of the SBA with chapters across America. They help you from A through Z and help you cross your T's and dot your I's. Your local SBDC or Small Business Development Center is an excellent place to find help when starting a new business. The centers provide free topic-focused assistance and consultation on specific business matters that the new entrepreneur is likely to face. So the SBDC is a nationwide network of service centers. We have over nearly 1,000 across the nation, and they provide consulting to small business owners, as well as training workshops for those who are seeking expertise in how to grow or start a business. Cơ quan SBDC là một cơ quan bất vụ lợi chi nhánh nằm tại Santa Ana để giúp cho những tiểu thương trong vùng Orange County. One of the main things that the SBDC can offer is one-on-one counseling, and they will work with business owners on how to get loans, what permits they may need, and walk them through the steps of starting a business from A through Z. I think most people are kind of surprised when they come in not knowing what to expect walking into a service center. And I find that many of them are truly delighted by the fact that this is really folks, our consultants are truly invested in them. Each one that comes through our doors, they truly want to see them succeed. And so what most entrepreneurs or clients will find is that the consultants will
will actually handhold them through the whole process. We can't force them to complete, you know, their business plan. We can't force them to complete their financial projections, nothing like that. But if they want the help, it's here for them to take it. And that's one of the things that I find most clients get delighted about, that any question, no matter how small or big it is, they know that we will always get back to them, whether it's in person, by phone, or email. The consultant is always there to guide them through every single step of the way. In addition, the SBDC also hosts workshops several times a month to cover topics such as planning, accessing capital, marketing, regulations and laws, and technology development to international trade. The center is open to anyone who is interested in opening their own business. If they, whether they have a business plan ready or not, they are welcome here. We're here to provide service to them and handhold them, if you will, through the whole process from beginning to end, and even expansion and global marketing as well. So anyone. This structure for the SBDC is a no-cost, no-charge consulting to anyone who is interested in starting their business. There are SBDC centers across the U.S. to help small business owners grow and get their business off the ground. The SBDC, I think it really comes down to the people that work here at the SBDC. They are entrepreneurs themselves. They own businesses or have owned businesses and are active entrepreneurs, and they come here to share their experiences, to guide other young entrepreneurs that are coming up and building up their first businesses, so that those individuals can feel like they have someone that can guide them through this process, so that help them guide them past the things that maybe held them up when they were entrepreneurs and starting off their first business, because they've gone through all of that. They share with them what are things to avoid, what are things to look out for, what are the challenges that may be coming up, and kind of prepare them mentally to just be ready for those challenges, so that when those challenges come, they know what to do. Once you get started with the SBDC, you have them as mentors for the duration of your business, and they are there to answer your questions as you need. They know what it's like to build and grow a business here. And so I think that that's part of what I think makes the services that we provide so great, is because you're getting someone that is familiar with the area, that is familiar with the sort of businesses that are being built. Many of our consultants have been doing consulting for the SBDC for years. In fact, we have one that's going on 20 years almost. And so when you get that level of experience, you start to really understand what are the needs of the local entrepreneurs in the area. Many of the consultants come with backgrounds in banking and business expertise. One-on-one consulting is probably the main reason why you should come to an SBDC center. If you imagine how much money people pay for a private consulting service versus what we offer, this is literally your tax dollars at work, working for you to help you find success as you're building and growing your business. The centers are hosted by universities, colleges, state business development agencies, and private sector organizations. Kaden Nguyen, who is an SBDC consultant for the past 18 years, is an integral part of the SBDC in the Vietnamese community in Orange County. Thực sự đầu tiên đó, khi mà người ta tới với lại cơ quan SBDC đó và người ta và khách biết được và lấy một cái hẹn để mà ngồi xuống với bất cứ một người tư vấn nào đó, thì thực sự Dung lắng nghe trước, lắng nghe để xem rằng là cái mà họ muốn, những cái điều họ mong muốn, những cái điều mà họ muốn làm là cái gì, để mình biết được rằng là mình phải hiểu được họ muốn cần cái gì thì mình mới giúp được việc đó. Và nhiều khi những cái việc mà họ đến với mình để mà họ cần giúp, nó lại không phải là việc họ cần giúp, bởi vì đôi khi họ chưa biết những cái gì mình cần. Cho nên đầu tiên là phải lắng nghe, bởi vì khi mà họ đến thì hầu như ai cũng có một câu hỏi rất là thông thường là: Kiều Dung, anh chị cần mượn tiền. Ok, hỏi anh chị làm cái gì? Anh chị làm cái này, hay lắm, trên thị trường chưa bao giờ có ra, cứ bây giờ cần mượn tiền. Cho nên vay vốn là một trong những cái điều mà khách
nói chung, chứ không phải là chỉ khách Việt Nam, họ đến với là chương trình là họ cần vay vốn. Họ nghĩ vậy, chưa chắc là đúng là như vậy, nhưng mà họ nghĩ vậy. Along with her colleagues, they have helped many businesses start and grow. The SBDC tends to have consultants. I like to describe it as like your PCP, your primary care physician. You go to the office, we set you up with a consultant, and that will be your consultant throughout your whole business development. At the point that you need a specialized assistance, whether it be in marketing, access to capital, and looking for a loan, or any other specialized area of business development that you reach with yourself and the consultant will then refer you over to one of the other specialists in the center or throughout the network that can help you with such information that you're requiring at the time or assistance. Not to say you can't do it on your own, but I think that with the amount of resources that are available, not just from the SBDC, but from multiple organizations, I think there's no reason to have to do it alone. I think you can move faster, you move faster and you create things faster as a team, as opposed to trying to do things all by yourself. The consistency of success comes from being prepared and being aware of what's in front of you, and having a plan for it, and having an idea of how you're going to go about resolving some of the challenges that you're going to have, and also more importantly, how are you going to deal with your success? I think oftentimes businesses can get really excited, or business owners can get really excited about their success, and they're going about it super fast, but they're not thinking about how they're going to actually be able to meet the capacity that is required of them as they grow at this pace. And so that can be in the form of how are they going to access the capital they need to build out the manufacturing that they might need in order for the expanded demand on their product. Sometimes businesses can fall because of their own success. Dĩ nhiên thất bại có, thành công có, và mình thấy mồ hôi nước mắt của quý vị khi mà đầu tư hết tất cả thời gian, tiền bạc, gia đình để mà mong có một cái doanh nghiệp cho gia đình mình, cho bản thân của mình, thì cái đó gọi là American Dreams, right? Ai đi qua Mỹ thì cũng muốn có một cái American Dreams. Thì cái American Dreams nó thực hiện được hay không, và nó đến với mọi người cũng cái cơ hội đó, nhưng cái khác biệt ở chỗ rằng là quý vị cần phải planning cho kỹ. Ở mỗi cái lĩnh vực, mỗi cái industry đều có những cái pros and cons, tức là cái hay, cái dở, cái mà thị trường hiện bây giờ đang ăn khách, cái thị trường không ăn khách. Tất cả những cái đó thì quý vị nên plan, kế hoạch cho kỹ. Hãy tìm đến những cái nơi mà họ có thể giúp cho quý vị, như cơ quan phát triển tiểu thương SBDC, bởi vì hoặc là SBA, hoặc là SCORE, hoặc là những cái nơi mà họ có thể cho quý vị được những lời khuyên, họ đem tới những cái professional service cho quý vị, để mà quý vị tìm được cho mình một con đường đi đúng, hoặc giả quý vị tìm được cho mình một người tư vấn mà mình cảm thấy mình thích hợp, mình cảm thấy người đó có thể hiểu được và có thể chỉ vẽ cho mình tận tình. Ok, bởi vì phần đông những cái cơ quan này đó quý vị, nó miễn phí. Bởi vì đồng tiền quý vị trả thuế đó là cái đồng tiền họ đầu tư lại cho quý vị. Cho nên đừng có ngần ngại để mà liên lạc, để mà đến làm việc với những cái cơ quan này. Bởi vì họ đó là công việc chuyên môn của họ, cũng giống như đây là một cái công việc chuyên môn của Kiều Dung. Một cái công việc chuyên môn mà mười mấy năm nay Kiều Dung làm một cái việc này, đó là một cái niềm vui, nghĩa là không thể tả được. Mình đem được một tí impact, một tí ảnh hưởng để mà cho mỗi business một, mỗi gia đình một, để mình có thể giúp nhau, cộng đồng Việt Nam nói chung, cộng đồng mainstream nói riêng, để mà người Việt có thể sánh vai và có thể compete, coi như là cạnh tranh công bằng ở một cái playing field nó lớn hơn, rộng rãi hơn là cái Little Saigon.
Thì cái đó là cái mà làm cho Kiều Dung vẫn hăng say mỗi ngày đi làm trong mười mấy năm qua. Coming up after the break, we'll introduce you to two new businesses that use the help of the SBDC to bring their plans to fruition. You won't want to miss it. Stay with us. Welcome back to Kinh doanh 101 Khởi nghiệp làm giàu. I'm your host, Thuy Phan. It takes a lot to bring a business from inception to reality and cutting through all that red tape. With the help of the SBDC, Fanalux and QB Nails are proof that asking for help can expedite your journey to successful entrepreneurship. TJ Nguyen has a grand idea that one day, his concept of fast, natural, and luxurious nail salons, or Fanalux, will be in malls across America. He's one step closer since opening his flagship nail kiosk at the Tyler Mall in Riverside with the help of the SBDC and Katie Nguyen. Thank you and welcome to Tyler Mall. Ví dụ như đây là Manilux, thì đây là một trong những cái product để làm cho manicure. Cái tên gọi của mình gọi là Manilux thì mình thay thế cho khoảng là từ 4 cho đến 6 cái product khi làm manicure. Đây gọi là Palux thì mình thay thế cho khoảng từ 5 đến 7 cái product khi làm pedicure. So and then mình còn tiết kiệm đến khá là nhiều cái thời gian của khách hàng. Thì mọi người cứ tưởng tượng là khi mình vào một cái tiệm traditional nail, mình phải qua những cái bước như thế nào. Thứ nhất là mình phải mở nước, and thứ hai mình phải lấy đồ supply, and thứ ba mình phải repair dụng cụ, và cuối cùng mình mới làm start service. Thì nội cái thời gian repair đó không á, nó tốn cho khách hàng của mình từ 7 đến 10 phút. Và với Fanalux á, mình chỉ cần trong vòng 3 bước, 1, 2, 3 step, thì mình sẽ take được cái này right away cho khách hàng. And that's why nó xếp được 7 phút đó, thì đến khi nó xếp được tiền cho khách hàng and the time. TJ Nguyen has spent almost a year prepping the business before it was officially accepted and launched for business. So what makes his idea unique? Two things: technology and a waterless system for manicures and pedicures. Thì dường như là chưa có một cái nail salon nào họ tập trung vào technology. So thì ở đây á là tất cả mọi thứ là mình đều liên quan technology hết. Ví dụ thì mọi người cũng có thể thấy là khi mà vào tiệm nail mình phải gọi phone, mình phải làm khá là nhiều bước, mình phải có người thu ngân để tính tiền. Thì dường như Fanalux mình không có tất cả những cái bước đó. Mọi thứ được trả qua online hết. Hoặc là khách hàng có thể book tại kiosk, là trên nó có một cái màn hình như vậy và nó có cái service, thì khách hàng được quyền chọn và trả tiền right away. So cái nghĩa là nó gọi là customer service by themselves, nghĩa là họ tự service cho cái service của họ. Thì cái việc của người technician là sao? Họ chỉ đợi và họ lấy được cái ticket number, thì họ gọi cái người khách hàng đó vào, thì trong cái hệ thống đều hiển thị hết. Và nó sẽ tự assign cho cái người thợ nào sẽ làm người khách nào theo đúng cái number của họ. Exactly những cái fast food mình sẽ có. Rồi thì cái đó nó tiết kiệm được khá là nhiều cái thời gian của khách hàng. Ví dụ như là nếu mà khách hàng họ đang busy thì họ có thể book bằng kiosk, bằng số phone của họ. Thì trước khi mà cái service nó sẽ 10 đến 15 phút nó sẽ gửi một cái tin nhắn, nó nói là come back. It's very easy and convenient. Sau thì lúc đó người thợ họ biết là người khách hàng quay lại và họ sẽ repair những cái pad như vậy để cho khách hàng. Thì khi họ vào làm thì họ sẽ start right away. Mừng quý vị đến với Fanalux. Nếu như mà có khách hàng mà họ muốn check in á, ở cái kiosk này thì có thể làm rất là dễ dàng ha. Trước tiên á là chỉ cần bỏ vào số phone của mình thôi. Thì số phone thì mình sẽ bỏ vô thế này. Rồi mình chỉ cần lựa cái service mà mình muốn làm. Thì hôm nay á, thì Trâm chỉ muốn làm cái gì đó đơn giản thôi. Thì là Express Manicure, thì mình sẽ nhấn vào đây. Mọi thứ đều là touch screen hết nha quý vị ha. Đó, sau khi xong rồi thì mình chỉ cần bấm Next. Sau đó, hiện thời thì tụi em đang có một cái promotion là all services được 50% discount, cho nên chỉ cần lại 7.50 đồng. And then mình sẽ trả tiền bằng cash. Đó. Sau đó thì mình chỉ cần cầm cái ticket này và mình tới quầy để mà đợi cho nhân viên gọi tên. Having worked in the industry in the past 6 years building and designing nail salons,
Nguyen realized one of the biggest hurdles was the plumbing and wanted to create a blueprint that would allow him to create a salon without the expensive overhaul of pipes. Nó về thứ nhất là vấn đề convenient. Tại vì khi mà TA biết về cái ngành construction là để build một cái nail salon như vậy thì nó phải cost khá là nhiều tiền và rất là khó để mở cái đường ống ngứa. Thì em mới nghĩ là nếu như vậy thì mình không có thể nào duplicate nhiều location được. Thì đó là mình phải làm sao mình giảm được cái vấn đề là không có phải có nước nữa. Nhưng mà khi không có nước á, thì mình phải kiếm những cái vấn đề là product waterless. Nhưng mà khi mà waterless á, là cái cost rất là cao. Tại vì một cái pack mà bên châu họ bán á, nó từ 4 cho đến 5 đô la cho một cái pack như vậy. And that's why là công ty mình phải come up ra một cái idea làm sao mình ra mình own được cái product name. Thì mới ra được những cái gối Manilock and Tailock như vậy. Thì cái này nó cost cho TJ khoảng là gần 6 tháng để find cái company có thể làm được những cái này, 6 months. So, thì khi mà ra được cái waterless xong á, mình mới trải nghiệm và mình hỏi được cái ý kiến khách hàng đó. Thì họ mới nói cho mình ba cái mà họ rất là thích. Thứ nhất, họ feel special. Tại vì giống như là hồi giờ họ làm, họ không muốn làm chung nick khách hàng hay là ai cũng vậy. Họ muốn là, I own the bank, like that. Thì anybody họ có thể own cái này được. And vấn đề thứ hai đó, họ muốn vấn đề vệ sinh. Thì cái này là khi mà sử dụng một lần thì mà không bao giờ dùng lại nữa. Em vấn đề thứ ba nữa, vấn đề professional. Thì ba cái này khiến khách hàng họ cảm thấy là I'm special, I feel safe and convenient for me. In addition to that innovation, Nguyen also relies heavily on technology. At the kiosk, customers sign in and pay for their services via a touchscreen instead of having to deal with someone at the counter. Connected to an app, the customer can figure out when their appointment is ready and set it themselves. Đây, nó cầm với cái này, nó cầm với cái bao tay ha. Usually á, là mình phải dùng một cái tô nước để mình xốc cái tay của người khác vô. Nhưng mà cái này thì nó, everything nó ở trong cái bao tay này rồi. Đấy. So, okay, sẽ xếp được rất là nhiều thời gian cho người thợ. Okay, cái bao tay nó như thế này, nó là đơn giản, anh chỉ việc cần xé cái này ra thôi. See, that's so simple. And then, we'll put in here. Rồi cái này xuống dưới luôn chị. Yes, right here, so simple. Don't have to soak in the bowl. Nice. Yeah, that's all. Rất là nice. You want to take off your ring or? Trong này nó cũng có cái ring nào sao? Okay. Em nghĩ nó cũng không có damage gì. Yeah, no. Okay, it's so simple. Just put in here. See, and then you can put like that. Right here, we can take this one out, and then use the push the cuticle. See, just like this. Neat. Yeah, so simple and doesn't damage on your real nail at all. About 15 minutes. Yeah. But then they have timer. Yeah, they have timer right here, so customer can know how long is that. Để em phủ nó lại giống như cho nó mềm á. Okay. Yeah, cho nó mềm cái da nó không có bị dry nữa. And then I go to the next one. Yeah. See, that's so simple. Rồi em quay lại đây, em giống như em clean nó đi á chị. Sau khi mình xốc thì cái da nó sẽ khô. Thì mình làm thêm cái step này cho nó clean. Rồi mình đồng thời mình massage luôn. Tại vì trong này nó có aloe vera, nó có lotion, sẽ làm cho cái skin của chị nó soft. Cái mission của Fowlux mình hướng tới là sao? Tại vì khi mà TA được may mắn mình làm việc với nhiều anh chị em trong ngành nail á, trong vòng 6 năm nay TA làm việc, thì TA đã biết được khá là nhiều những cái vấn đề problem người chủ nail họ phải gặp. Từ thợ cho đến khách cho đến sản phẩm, even cả vấn đề là finance khi họ làm nữa. Có những người họ bị fail, họ bỏ số cũng rất là lớn. Thì khi mà Thia tìm hiểu xong thì mới come up một cái idea và Thia nghĩ như thế này. Trong ngành nail mình 40 năm, thực sự là 40 năm mình thật là không có nhiều cái sự thay đổi về ngành nail là chính đâu. Đa số là cũng dùng cái product đó, tiệm như vậy, service như vậy. Thì Thia nghĩ là mình nên làm cái gì đó different. Thứ nhất là để cho mình present được cho cái cộng đồng người Việt Nam của mình. Có nghĩa là even là khách hàng của mình họ là người trắng hay là họ là bất cứ dân nào cũng vậy, khi họ nhìn vào Fowlux thì họ mới thấy là ok, cái nail này không phải là một cái service mà đó là một cái habit. Đó là một cái mà họ phải làm và họ respect
họ respect cái công việc của những người technic họ đang làm. Thì khi mà mình build được một cái brand và họ thấy là ô cái này không phải là chỉ là mở lấy tiền không, mà thật sự nó gọi là một cái brand. Thì TA muốn build up cái name của cộng đồng Việt Nam lên, even là vấn đề service, even là vấn đề product and the technology. Tại vì cái mà TA đầu tư khá là nhiều vào technology, tại vì TA muốn là thật sự á, mình muốn là người Mỹ họ thấy là ok, mình đang ở trong một đất nước như vậy, mình phát triển như vậy, thì mình phải chứng minh họ biết là người Việt Nam của mình không chỉ biết làm tay chân không mà họ vẫn biết làm đó nữa. Thì đó là cái mà tại sao TA mới come up cái idea với team, và TA nói là mình phải cho họ thấy được là họ phải proud người Việt Nam của mình, đưa ra cái concept này và làm sao mình thay đổi được cái ngành công nghệ và ngành nail. Across the US and Texas is another nail salon owner who relied heavily on the help of Katie Nguyen at the SBDC. Ngay từ lúc đầu là mình như thế này là mình đã nhờ cô Quang để mà hỗ trợ cho mình để mình có được một cái salon con ngày hôm nay. Mình rất là cảm ơn cái cơ quan đó. Tức là phi chính phủ, phi lợi nhuận đã help mình. While she lives in Texas, she was able to utilize Nguyen's help in figuring out the state permits and licenses she needed to open up her luxury nail salon called QB Nails and Lounge. Những cái bước là mình phải làm từ bước một. Đó là những cái bản size này là mình phải đúng kích thước và đúng kích cỡ của landlord và của cái CD. À, bản size trước và bản size sau. Và đây là những cái ceiling mà để mình làm cho cái trần mà nó đẹp, tức là họ làm rất là công phu từ những cái miếng nẹp là họ ốp lại thành những cái khung giống như vậy để mà có được một cái trần để mà cho một cái tiệm salon. The facility is located in an affluent area of Houston and within a 5-mile radius has over 10 salons competing for business. That's because the rules in Texas are different. Tại vì mình chọn cái location này là tại vì mình thích cái location này, với lại trong nó có rất là nhiều khu vực dân cư và coi như là khách là ở những cái khu này là sang trọng, nên mình cần phải điều một cái tiệm sang trọng để phù hợp với những người những người ở xung quanh cái khu vực của mình đang làm. This facility is located in an affluent area of Houston and within a 5-mile radius has over 10 salons competing for business. So what did Lean do differently? She created a nail salon that serves complimentary alcoholic beverages to guests while they get their nails done. She also invested heavily in the decor to make it stand out and spent months renovating the space. In addition, her salon has 2 chairs dedicated to attracting mothers to bring their young daughters to get manicures and pedicures as well. Đây là những cái ghế của dành cho những em bé đi theo với cha mẹ. Và họ rất là thích cái ghế này. She also offers deluxe packages to pamper her guests and the repeat customers is a sign that it works. Là pedicure kit mình dùng cho mỗi người khách khi họ làm pedicure. Sau mỗi người khách làm mình không có dùng lại và mình bỏ đi. Và cái này làm manicure kit là mình cũng dùng cho mỗi người khách khi họ làm manicure. Rất là sạch và rất là clean. Những cái chân mà bình thường thì là mình cũng giống như tất cả những cái tiệm khác. Những cái chân mà deluxe thì mình cũng làm giống như những cái tiệm khác, nhưng mà cái cách bài trí của mình thì nó có vẻ là hay hơn một chút xíu. Rồi tới những cái chân mà giống như ultimate là cái chân mà thì mình sẽ dùng là cam tươi massage cho họ, và mình có một cái next giống như mình để lên trên cái cổ của họ cho họ relax khi mà mùa đông cũng như mùa hè nếu họ bị đau cái bờ vai của họ thì họ cảm thấy rất là thoải mái và rất là thích. Và trong lúc làm việc thì tất cả các cô thợ thì không nói tiếng Việt. One policy that Nguyen employs at her shop is that her technicians do not speak Vietnamese to one another. Having been a technician herself for over 16 years, she knew guests didn't like not being able to understand the language and also the chatter that fills the salon if too many people are talking. Ling says instituting these simple rules allows her to create an environment that is relaxing for the guests. She took me on a quick drive around town to show what the competition in Texas looks like when it comes to the nail industry. Ở Cali thì là nếu mà mình muốn làm một cái tiệm nail thì giống như là mình nghĩ là phải là bao nhiêu mai thì mình mới được một cái mới mở được một cái salon. Còn ở Houston thì nó lại khác. Ở Cali tức là mỗi cái building mới nếu mà khác owner thì họ được quyền mở những cái tiệm nail. Thành ra những cái tiệm nail ở Houston khi bạn đi chừng
3 phút, 5 phút bạn sẽ thấy có một cái salon. Thành ra nếu như bây giờ bạn mà mở một cái salon nhỏ thì bạn sẽ không cạnh tranh được những cái building mới của những cái salon. Nên nó sẽ có những cái salon mới, thành ra bạn rất là khó cạnh tranh. Nếu như mà mình từ ở bên California mà mình mua về Houston, mình muốn có một cái license của cái ngành nail thì mình phải đổi bằng, tức là mình phải học thêm 200 giờ thì mình mới đổi được cái license của Houston, là lúc đó mình mới được phép là đi làm. Và mỗi khi mà cái license của mình hết hạn, Cali thì mình chỉ cần là khi mà cái license của mình hết hạn thì mình chỉ có việc là viết cái check rồi mình gửi lên State Board thì họ sẽ gửi cho mình một cái license mới. Còn ở Houston thì khác, bạn phải học 6 tiếng và sau đó bạn gọi lên cho State Board là bạn đã học xong cái khóa học đó và bạn đóng tiền thì State Board mới gửi cho bạn một cái license mới. Đó là nó khác hẳn về cái license của California với lại cái license của Houston về cái ngành nghề nail. Có rất là nhiều tiệm nail, nó rất là lớn mà cái sự cạnh tranh của nó cũng nhiều lắm. Mà mình muốn mà để mà đạt được cái đó là mình phải giống như là mình phải học hỏi, rồi mình phải lắng nghe những người thợ của mình, họ đi làm nhiều nơi, họ sẽ cho mình nhiều cái kinh nghiệm để mình rút ra từ đó và mình sẽ làm cho cái tiệm của mình nó sẽ hay hơn, tốt hơn. Thì nó cũng có nhiều cái hay mà mình cũng phải lắng nghe ý kiến của những cô thợ, tại vì họ đi làm nhiều nơi, họ sẽ có nhiều cái kinh nghiệm mà nhiều cái cách run tiệm của những người chủ mà nơi họ đã làm việc qua, thì họ sẽ chỉ cho mình nếu như mình làm không hay, mình làm không đúng thì mình thấy cái hay của họ thì mình sẽ học hỏi. Tại vì họ sẽ là những người cho mình nhiều cái kinh nghiệm mà nhiều cái ý kiến để mình làm cho nó hay hơn, nó tốt hơn. Coming up after the break, find out what incubators are and why they might be the right avenue for you. You won't want to miss it. Welcome back and thank you for joining us here on Ginyon 101. We've talked about the SBA, SCORE, and SBDC, and now we want to introduce you to one more concept that isn't well known in the Vietnamese community and is something known as incubators. Much like baby eggs that need hatching, so do ideas, and these programs can help you obtain the right nurturing for your ideas. Incubators, also known as accelerator companies and innovation centers, specialize in helping you launch your new business. They provide everything from advice to training and mentorship from people who themselves have been successful starting small businesses. So think of the incubator as a way to incubate the baby egg, right? So we're basically helping to expedite the birth of a new company. And so when you start a company, you have to learn skill sets such as writing a business plan, how to apply for loans, how to find funding. So all those things help you streamline that process where you'd be going to several different agencies. You can learn to do that all here. Many of these collaborate with the SBA and other related organizations. John Bradley Jackson, or JJ as he is known to many, is the director of the Center for Entrepreneurship at Cal State Fullerton and the director of the incubator there. The Small Business Administration, the SBA, says that over 70% of the jobs come from small companies. And so our economy is actually built on the creation and the growth of small companies. So it's critical to our local employment base. Also, innovation, patents, typically come from the small business space rather than the large corporations. So you'll hear the very large corporate giants, whether it's Cisco, or Apple or Microsoft, they're constantly acquiring startups. And the reason is they want the technology that is created in the small business environment.
There's some stats out that so we have first generation immigrants that start small businesses and then send their children to universities and then they become professionals. And we're seeing a resurgence of entrepreneurship, but the first generation of immigrant has always been, from a historical perspective, the first path to entrepreneurship. It gives them more opportunities, gives them more potential to grow, and sustain family values as far as having the family involved in the business as well. He says the incubator has supported and nurtured many new businesses through their six-month program over the years. We have startups that have been in consumer products, in software, all over the map. One of our startups in the enterprise software area received a term sheet for $2 million. A term sheet is the offer of funding from a investor, a venture capitalist. The incubator is actually a catalyst for the economy. So without entrepreneurship, our economy would be flat. So more people work for small to mid-sized companies. So in a way, we are really creating a catalyst for tax dollars, as well as growth throughout our local and state. To date, the incubator has helped launch over 40 startups. Unlike the SBA and SBDC, there is a fee for the incubator program. We charge a tuition. Many of the for-profit incubators take equity in exchange for the service, and sometimes that's as high as 8 to 10%. So we have a tuition we charge, and we're nonprofit, and in that capacity, we're looking to support local companies that make economic impact in our community. And candidly, we want bragging rights for their future success. Folks from the outside are allowed to apply as well. So we have students as well as people that find us through our great goodwill here at the university. But it's available to anyone that'd like to apply and qualifies. There are a lot of free resources that exist with the different federal and state agencies. And so a first step would be to exercise all those resources and then determine if the startup founder and the idea are worth committing to, right? And so in the early stages, you're kind of sorting out what might happen. And then with commitment, an incubator, I think, is a good choice. And that's because there are many pitfalls in starting a company that can be avoided simply through some guidance. So that's the outstanding merit of the incubator, is to coach the startup, you know, through a difficult journey that includes tough decisions and pitfalls. John Barton, who created a startup called Point and Save, says the incubator program has been integral in his success. So it's actually really cool because they have two offices. This one is in Irvine, and then they have another one in Placentia, which is really close to Cal State Fullerton. And so both of them are kind of a shared space, so people can come in, work throughout the day, talk with their mentors. Each resident is assigned one mentor, but there's so many mentors here that you can kind of just pick their brains when they're here. And it's really about getting that knowledge from somebody that's been in entrepreneurship for years and can kind of give you that experience and that feedback. They can help you transform your ideas into a working model, as well as with often overlooked matters such as the best kind of space for your business, a standalone building, a space in a strip mall, or even a shared workspace. So there's lawyers, there are mentors here that will come and sit with you and say, okay, hey, where do you want to be in 6 months? Well, you know what? I want to make my first sale. And then that will be your goal. And I want to make my first sale. How do we get there? And the mentor breaks down all those things so that you can understand how to get to your goal through a small baby step process. And that kind of prepares you to go out and do it on your own again and again and again. And it kind of solidifies that discipline inside of you, that you have to set a goal, you have to break it down, and how do you achieve that goal, and then finally go through with it. Don't ever stop. As long as you can keep pivoting to something that could work, your first idea isn't always going to work, but if you're able to be flexible and pivot and change up what you're doing to fit the customer's needs, you're going to win eventually. And it's just key that you don't give up, because I really believe that the only difference between successful entrepreneurs and wantrepreneurs are
is like the persistence that you have with your idea and your vision. I think if you're persistent enough and you're willing to change and be flexible, then there's no reason that you can't make it. For us in the incubator, we have a stronger focus to the startup community, which is a unique beast. And it takes many, many hours, days, sometimes years, to start a company and to do it successfully. So a startup spends many hours every week with us for 6 months, and honestly, the job has only begun at that point. To see an organization start on paper and then open its doors officially or open its website online is a fantastic feeling. So for those of us that volunteer here, we love seeing this because, again, it's adding such great value. From a society standpoint, you're creating someone to have sustainability, financial sustainability, but again, they're giving back to the community. We find many entrepreneurs tend to give back to charities, do things that are community-based. And so again, it's a wonderful thing to see companies start, like I said, on paper and then really come to fruition. That will do it for us here on this week's episode of Ginyuan 101. With all this help, you're on your way to starting your own business. Join us next week as we introduce you to the nitty-gritty steps of doing business in America and what you need to gather before making your business official. Until next time, thanks for joining us.